Cả nhà ơi, hôm nay Hương Vị Quê Shop lên rất là nhiều kẹo mè sửng bánh tráng để giao cho khách nè cả nhà. Thì trong video này shop sẽ quay cho cả nhà mình xem cái loại kẹo mè sửng bánh tráng của shop ha. Thì hiện giờ thì shop có hai loại, đó là cái kẹo mè sửng miếng như vậy, thì một cái mặt nó là có rất là nhiều mè nè, và có thêm bánh tráng nè, và ở mặt sau là có mặt sau là bánh tráng, và mặt trước là có rất là nhiều mè và đậu phộng nè cả nhà. Và shop cũng có một cái loại kẹo nữa là kẹo mè sửng cuộn bánh tráng, thì nó sẽ làm thành từng cái viên cuộn lại. Thì hiện giờ thì shop đang nhận rất là nhiều đơn hàng về cái loại kẹo mè sửng bánh tráng này nè cả nhà. Thì shop vừa mới lên 100kg để chuẩn bị giao cho các cái đơn mà khách đặt trong mùa Tết á. Thì đối với cái loại kẹo mè sửng bánh tráng này thì cái hạn sử dụng nó tới 3-4 tháng đặng. Do đó mình có thể mua và mình để sử dụng qua cái dịp Tết này luôn cũng được nữa ha. Thì rất là nhiều khách thắc mắc về cái thời gian sử dụng. Thì do cái hàng kẹo của shop lên mùa Tết này là shop lên hàng mới liên tục luôn. Do đó cái nhà mình an tâm đặt và sử dụng trong mùa Tết này ha. Shop rất là mong nhận được đơn hàng của cái nhà mình về cái loại kẹo mè sửng bánh tráng này nha. Cảm ơn cả nhà.